40%, và sau đó là có 30% là tính khả thi và 30% là sức ảnh hưởng của cái dự án của bạn. Cho nên các bạn phải nắm bắt cái tỷ lệ chấm điểm này ha, để mà biết cái dự án thích hợp với ý của người chấm điểm. Tất cả sẽ được kết quả vào một sản phẩm sẽ được công bố vào tháng 11. Sau khi mà đã công bố về cái kết quả lọc vào phần sơ thẩm thì tháng 11 là sẽ mời tất cả các nhóm tham gia đến tham quan công ty CSNC để mà tham quan các thành quả trong sự phát triển bền vững mà công ty này đã thực hiện. Tới tháng 11 thì phía công ty này cũng sẽ tiếp tục công bố với các bản xuất sản. Thì đầu tiên thì một đánh giá cũng sẽ là dựa trên động cơ bản kế hoạch với tỷ lệ là 30% điểm, và sau đó là sức ảnh hưởng chiếm 30% điểm, và tính khả thi cùng với lại dự toán kế hoạch là chiếm 40% điểm. Và tiếp tục là công ty này sẽ tổ chức một cái buổi gọi là tập huấn thứ ba để mà hỗ trợ cho nhóm tham gia có thể hoàn thiện cái bản kế hoạch của mình và hỗ trợ cho các bạn giải đáp những cái thắc mắc trong lòng thôi. Thì sau nhiều phòng là sơ thẩm, phúc thẩm cũng như là có những cái buổi tập huấn từ ban đầu cho đến nâng cao lên, thì cuối cùng đã đến vòng chung kết rồi. Thì vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2023. Thì những cái nhóm lọt vào vòng chung kết sẽ phải tiến hành thuyết trình trong vòng 7 phút và cũng như là trả lời câu hỏi của phía ban giám khảo. Và ban giám khảo cũng sẽ chấm điểm cho mỗi nhóm dựa trên ba hạng mục là động cơ của dự án. Lúc này thì động cơ của dự án giảm xuống còn 20% điểm. Sau đó sẽ tới hiệu quả và sức ảnh hưởng dự đoán được. Cái phần này chiếm điểm nhiều nhất, chiếm tới 50% lận. Và cuối cùng là phần kế hoạch về tuyên truyền và dự báo thì chiếm 20% điểm. Chung kết không phải làm hết rồi ha, còn có rất nhiều việc phải làm, là trong đó sẽ có buổi phỏng vấn tập huấn và đồng thời thì tổ trợ với là giáo viên công an giám khảo sẽ có buổi gặp mặt và phỏng vấn nhóm được nhận tổ trợ để mà các bạn có thể tiếp cận và tiến lại và thực hiện cái gì đó trong thời kỳ ban đầu ha. Phỏng vấn xong á, tới tháng 4 năm 2023 các nhóm tham gia sẽ chạy báo cáo từ Paochung trong buổi chia sẻ giữa kỳ để báo cáo tiến độ mà mình đã thực hiện, và cuối cùng là lần phát biểu thành quả thì được tổ chức vào tháng 9 năm 2023. Nhưng mà trước khi báo cáo thành quả, mình phải công bố cái dự án của mình ở trên trang FB để mà người ta bấm like ha. Và cái dự án đó phải đạt 500 like trở lên. Còn cái trung tâm của mình video, thì trong đó là có video là tóm tắt 1 phút và một cái video hoàn chỉnh 3 phút để giới thiệu về thành quả dự án. Thì nội dung của video này cũng hai phần. Phần đầu tiên này sẽ quay lại cái phần giai đoạn lên sau đó là sẽ có cái phần giới thiệu về giai đoạn từ cách hàng và thực hiện các sản phẩm, cuối cùng là phần viết lại trong bài thành quả của mình. Nói một chút về nếu như các bạn xem được một cái dự án nào đó rất muốn được thực hiện từ bây giờ trên thực tế rồi, các bạn viết một bản kế hoạch để gửi cho công ty này. Và nếu các bạn còn có những cái thắc mắc gì nữa thì có thể gọi cho đơn vị tổ chức, số điện thoại là 02 271 7 5 8 5 6. Đăng ký vào tổ chức cũng mong muốn cho mình biết cũng phải nhớ đến sự số tiền tài trợ của năm nay là 3 triệu đồng tệ. Tức là thường một năm họ phải chọn ra khoảng vài dự án để họ cần cho tiền tài trợ. Thì tài trợ cho tất cả những cái dự án này là 3 triệu đồng tệ. Đó cũng là cái kinh phí để mình có thể thực hiện cái dự án của mình ha. Thì giống như chị Lê Phương nói là bạn nào có ước mơ ấp ủ cần phải thực hiện thì nhớ nhanh nhanh chân lên để chuẩn bị bản kế hoạch của mình nha. Và các bạn thân mến, chuyên mục cấp giáo dục của tuần này cũng tình tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin thưa quý và các bạn, hẹn gặp lại. Bye bye.
vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI tiếng Việt thanh từ Đài Loan. Tôi Kim, Tương Vi, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi. Thưa Kim và Tường Vi xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi vào chủ nhật hàng tuần.